Ê, chào mọi người lại kênh của BCT. Chào mọi người ơi. Trời ơi. Hôm nay đi đi trên đường chị Quân phát hiện một cái xe cái dạo xịn sò ngay quận Ô Môn luôn nè các bạn. Để mình hỏi cái chủ bán cái dạo ở đâu nha, để biết lại cho các bạn có vô mình có đi ngang ghé qua mua khẩu. Người cái dữ lắm luôn. Nhìn kìa. Rất là đẹp nha. Đây nè các bạn ơi. Ủa, ở đây là gọi là cái gì ta? Công viên Châu Văn Liêm ở quận Ô Môn nha các bạn. Nè nghe quán cà phê bóng đá 38. Ủa là chiều nào ông đứng để đây bán dân hả? Quá trời nhiều cá đẹp luôn, hồi nãy thấy người ta mua quá trời. Cái nhìn ra là ôi, rồi đồng nghiệp ở đây. Tại sao mình gọi là đồng nghiệp? Là những người có cái, chọn cái nghề này là cái nghề nuôi cá, bán cá là đồng nghiệp, còn đồng ngư là những người nuôi cá cùng. Chứ chưa chắc họ là người, chưa chắc là họ là người kinh doanh bằng nghề sống bằng nghề bán cá. Ôi, và bây giờ mời các bạn đi qua đây xem nè. Đó. Có anh này anh ghé anh mua nó kìa, bé đó nữa kìa. Ui, hấp mùn, nó hấp mùn dữ không? Đây nè, hấp mùn ghét nha các bạn. Ý, cái này ông lai tạo với tua hay gì mà nó ra giống như con hấp mùn tua các bạn. Đẹp các bạn ơi, giấc này hơi tối nè. Đó, quá đỉnh cái xe này luôn các bạn. Để tí giao lưu với cái anh bán cá nè các bạn. Có rồng nữa nè, ui, Zalo Cooper nè. Zalo Cooper luôn các bạn ơi. Đó, có Zalo Cooper luôn nghe. Quá dữ. Thấy nè. Hấp môn. Có guppy luôn kìa. Nè các bạn. Các bạn coi bể màu nè. Ồ, dữ dội chưa? Cái này là mình vô tình luôn các bạn ơi. Cũng vui thật sự. Nè rồng đỏ nữa. Trời trời, hiện tại nhà mình đang thiếu rồng đỏ các bạn. Đi tua nè, rau teo. Tua luôn nè. Đó. Tại vì ông để cho ông không có ngăn lại các bạn, cho nên nó bị nó kè ghế rồi nó nản á, nó kè ghế nó quen mặt á. Đây nè bạn ơi, coi đã không đó, đặc biệt là mấy con tua này tua dữ nè. Này là rồng tuyết rồi, giống rồng tuyết hơn là rồng đỏ. Rồng đỏ hay rồng tuyết các bạn ơi? Rồng đỏ các bạn ơi, rồng đỏ nha. Rồng tuyết là cái dãy nó sáng hơn. Ở đây là Zalo Cooper, coi Zalo Cooper nữa các bạn, mà ông làm ra candy nhiều quá. Đó. Để một tí, ở đây có cá sim luôn các bạn ơi. Hồi đó là nghe nói ông này là ông có bán cá đồng đó các bạn. Hồi đó thấy cá đồng mà coi cái ổng đang lựa cá, đặng cho ổng bóc lên mình không dám lại quay. Quá dữ luôn các bạn ơi. Bể màu này là bể màu gì trời? Bể màu này là bể màu gì trời? Giống như hắc Peru. Ê, bể màu này là bể màu gì vậy? HB Red Ru hay không các bạn? Mình không biết cá nhưng mà mình nói cũng đúng rồi. Đó anh này mua Red Ru. Đẹp ra Ru là hoa hồng á. Ru xì á. Thấy các bạn tua. Ủa mấy con này bạn con nhiêu đây cá? 30-40 rồi. 30-40 hả? Tua nè. Rồng này là rồng đỏ phải không? Nó không đâu phải rồng tuyết đâu. Rồng tuyết thì vậy nó sáng hơn. Đó. Nãy giờ là tôi gặp hai người bán cá dạo rồi nghe. Nãy giờ là gặp đẹp. Nhìn có con này tưởng đâu à, nó like với tôi không à, cái đôi thích tôi giờ đó. Like hả? Búp cái like là hai đôi. Ờ đúng rồi, đúng rồi, bướm lộn. Viên bướm. Mắt không gặp này luôn đây. Với thêm con máy nữa là cái hai cặp. Biết cái chạy ống gần ở đây không? Ủa là chiều nào cũng bán đây chứ hả? Không có mưa rồi bán à. Ủa rồi cái chạy ông gần đây không? Ở đây bên đây luôn các bạn ơi. Đây chạy ơi khoảng 15 phút. Hồi đó là lúc mà mình đi về mình xúc bo mình gặp ông này hoài nè. Bán gì là tặng luôn cái ly đó hả? Ồ bôi nết luôn cái ly các bạn ơi, giống bán trà sữa quá ha. Về khỏi tốn được chỗ nuôi các bạn. Nhưng mà mấy con này mình đưa ra hồ kính bự bự coi đã lắm. Ở bên đây là Dumbo Red Tail. Phải không? Phải Dumbo Red Tail không? Ủa thì Dumbo màu sắc chứ lộn. Hấp môn hả? Dumbo Red Tail nha. Đúng rồi, cái đuôi hấp môn đó bạn ơi. Là cái đuôi lớn các bạn, đuôi tròn á. Cái đuôi nửa phần trăng. Đó, quá trời luôn kìa. Ôi ông bán ông đem thêm mấy canh nước nữa kìa các bạn. Đã không? Nè. Nước là để ấy cho khách đó hả?
Nếu như anh mua cá là sẽ tặng một con tặng rong đó về nuôi luôn. Được quá, được tặng rong luôn, tặng kèm rong luôn các bạn. Tặng rong. Mua cá tặng rong mà được ly nữa. Ủa chứ không phải tặng ly hả? Tặng ly luôn á. Con cá là có cái ly. Còn này là cá mái. À hiểu rồi. Còn con cá trống thì được tặng. Được tặng cái ly. Đúng rồi, tại cá mái đâu có ly đâu. Quá dữ luôn các bạn ơi. Đây nè, đó. Phải vô nha bà con cô bác ơi. Đấy, cái ý tưởng của chiếc xe này tôi thấy hay lắm đó. Thật sự. Cái khung này là ông tự hàng đúng hả? Đúng rồi, hàng nha. Tự thiết kế. Rồi xong rồi về mình đặt xuống một góc rồi cũng im luôn. Đúng rồi, tối nữa có đèn nữa. Ừ, dữ dội luôn hả? Đây, đây cái bình nó quy vậy nè. Các bạn nè. Anh này mua quà đem về, nghe không? Bé này đi chung hả? À, dữ dội các bạn ơi. Ở đây đủ loại luôn bạn, Dumbo dứa, Dumbo lavender, Dumbo white. Nè. Yeah. Đó, bảy màu. Tới là lên đèn hả? Ủa dàn đèn ơi, cái dàn đèn LED chạy đẹp đâu đâu, anh cho lên em xem thử coi cho học hỏi rồi. Thật sự cũng là một cái ý tưởng để sau này mà cho bạn nào mà có muốn kinh doanh các bạn. Mình thích nhất là cái kiểu mà để hai cái hồ gì nè trời. Thiết kế thì sao mà được hai cái hồ bảy màu đỉnh vô cùng đâu quá ơi luôn. Đúng các bạn. Đây, thành phố lên đèn thì mình cũng lên đèn luôn. Chắc kiểu này chắc tới mời mới về tới nhà. Kéo hai chỗ bán cá dạo rồi. Đây nè, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, anh chị em nào đi ngang đây là hốt 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 nha, mãi vô nha. Đỉnh trời. Đẹp thật sự luôn đó các bạn. À, anh đã về lay lay đó phải không? Tôi có số điện thoại ông bữa hỏi mà nghỉ ở nghỉ chơi cá đồng rồi hả? Cá đồng để nhà hả? À. Em ra lắm tại vì nó không có lên màu. Đúng rồi, cá đồng ở đây đó nhát vậy đó. Anh này là cũng cá đồng nhiều lắm đó các bạn. Cá đồng gừng tràm trà sư phải không? Đó, mang xanh lì dữ lắm. Nè, nhìn Dumbo Red Tail Hot Moon. Nó tôi không có gành cái dòng cá bảy màu cho nên đôi khi đọc sai hoài luôn. Bán bự quá. Mấy cái này là làm nhà lên luôn hả? Đúng rồi, cá nhà luôn. Cá nhà các bạn ơi, quá đẹp các bạn ơi. Nè, bạn nào đi ngang ghé các bạn. Đó, đó là đỉnh luôn. Ôi ơi, giống như là mua vớ được vàng vậy. Gặp cái này đẹp vô cùng. Đây nè. Lên đèn luôn bác Tài ơi, đỉnh quá à, thật sự. Giờ này mát cái đầu nó sung rồi nè các bạn. Nha, mát rồi nó sung. Quá đẹp. Đó. Ai có ý tưởng gì mà muốn thiết kế gì đó thì mình có thể là mình mượn cái ý tưởng này các bạn. Đó không? Anh này ảnh cho quay có nghĩa là ảnh sẵn sàng chia sẻ cái ý tưởng của ảnh đó thật sự. Đó, tự thiết kế ra cái này cũng rất là hay luôn nè. À, thiết kế xong rồi thiết kế luôn cái hồ. Cái hồ này chắc tự dán luôn quá. Tự dán. Không biết. Ủa, cố định như đây luôn hả? À nước, hiểu rồi, thay nước thì lấy ống mình rút mình trà rửa thôi. Đó các bạn ơi, rất là đơn giản luôn. Thấy chưa, suy nghĩ không ra đó nghe. Không có ý tưởng là suy nghĩ không ra đâu, phải có bản vẽ. Quá dữ các bạn nha. Nhớ chứ, bạn nào có rảnh thì đi cái trục đường Ôn Môn nè các bạn. Đó, đi Cần Thơ về thì đi đường này xuống gặp. Còn đi từ phía Long Xuyên An Giang thì đi ngược về đây. Đó, hồi nãy tôi đi sao mà tôi nhìn lên thấy ủa cái xe gì đâu mà ta bu đông quá trời luôn. Ai về là xe cá beta, rất là đẹp luôn bạn ơi. Cái xe này xịn sò hơn cái chỗ hồi nãy nhiều hả các bạn. Quá đỉnh luôn, loại cá là hợp lý nè, có đủ dòng nó có đuôi tua. À. Anh này anh đuối vậy, anh nằm kìa. Quá trời kìa, nó lên đèn xong mà nó sung rồi các bạn ơi. Đó. Thôi mà bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây nghe. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị mình đi về thôi. Cái kiểu này chắc mà đi gặp sẵn khoảng 3 người vậy nữa. Chắc tới tối mới về tới nhà luôn quá à. Rất là đẹp nha anh chị em. Anh chị em nào mà có thích đó thì đi ngang cái trục đường này đó, thì mình ghé mình mua ủng hộ nha. Rất là đẹp luôn đó, mình đi review
mình sẽ là thí nghiệm trước cho các bạn ha.